Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhờ công tác truyền thông, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có tiếp xúc với các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 đã tự giác đến các trạm y tế trên địa bàn để khai báo y tế, qua đó giúp các cơ quan chức năng chủ động lên phương án cách ly, theo dõi để phòng chống dịch hiệu quả. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày qua, trạm y tế phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ luôn có rất đông người dân tự giác đến khai báo y tế. Tại đây, người dân được hướng dẫn khai báo tên tuổi, địa chỉ, lịch trình đi lại từ các vùng có dịch hoặc tiếp xúc với các ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 5 đến nay, trạm y tế phường Mường Thanh đã tiếp đón gần 600 lượt người đến khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm 83 trường hợp. Dựa theo đó, tiến hành truy vết và hướng dẫn đưa đi cách ly tập trung 24 người, 250 trường hợp cách ly tại nhà. Tôi cũng xác định là tôi đã tiếp xúc và đã tiếp xúc với F1, tôi cũng chủ động đến trung tâm y tế của phường Mường Thanh, nơi tôi cư trú, để tôi khai báo về thời gian tôi tiếp xúc để cơ quan chức năng người ta nắm bắt được. Tôi cũng nghĩ là cái công việc này cũng nên cần thiết để giữ gìn an toàn cho bản thân tôi, cũng gia đình, cũng như toàn thể cộng đồng. Thì vừa rồi ở tỉnh Điện Biên cũng diễn biến nó tình hình nó phức tạp, thì công ty chúng tôi là có một đồng chí tiếp xúc với đồng chí Ngô Quang Vĩnh ở quán phở Cường. Thế bây giờ chúng tôi thực hiện cái công văn chỉ đạo của tỉnh là đến tự giác đi khai báo y tế. Các trường hợp nghi nhiễm thì lên đến các cơ sở khai báo để thực hiện nghiêm cái công tác chỉ đạo của tỉnh cũng như của Trung ương. Không chỉ tại trạm y tế phường Mường Thanh, có mặt tại nhiều địa điểm khai báo y tế khác trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, có thể thấy lượng người dân đến khai báo y tế tăng mạnh trong những ngày qua, thậm chí có nơi rơi vào tình trạng quá tải. Để đảm bảo công tác khai báo được thực hiện hiệu quả, các trạm y tế đã tăng cường nhân viên trực 24/24 giờ, bố trí cán bộ hướng dẫn người dân khi đến làm việc, đồng thời yêu cầu người dân đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhằm phòng chống dịch COVID-19. Trước cái diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện tại, thì sau khi có các trường hợp F1 cũng như là F0, thì cái lượng người đến khai báo tại trạm y tế rất là đông. Đồng thời thì trạm y tế cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã thông báo xuống trên loa truyền thanh xuống 10 tổ dân phố để thông báo cho tất cả các trường hợp từ các tỉnh có dịch, các vùng có dịch cũng như là các cái trường hợp đã đến các cái địa điểm mà các cái trường hợp F0, F1, F2 đến để khai báo. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt khi xuất hiện ca nhiễm trên địa bàn tỉnh, việc nhiều người dân tự giác khai báo y tế đã cho thấy ý thức trách nhiệm của mỗi người trong công tác phòng chống dịch đã được nâng lên. Điều này góp phần không nhỏ để chính quyền địa phương và ngành y tế khoanh vùng, cách ly kịp thời và có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Việc khai báo của người dân thì là rất là quan trọng. Khi người dân khai báo trung thực thì là chúng tôi sẽ có biện pháp để mà hướng dẫn người dân là phòng tránh bệnh để cho nó đảm bảo. Và dựa vào đấy thì chúng tôi sẽ có cái biện pháp để hướng dẫn và tư vấn cho người dân là phòng chống dịch để đảm bảo tốt hơn. Trong công tác phòng chống dịch, việc người dân thực hiện khai báo y tế kịp thời, chính xác và đầy đủ có vai trò quan trọng, giúp các cơ quan chức năng kiểm soát các nguồn lây nhiễm, hạn chế lây lan, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. Do đó, những người dân đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm bệnh cần chủ động khai báo y tế và thực hiện cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe theo quy định, tuyệt đối không trốn tránh hoặc khai báo không trung thực, góp phần chủ động ứng phó khi có bất thường xảy ra, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.